Lời đầu tiên, Thanh Giang xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể đại hội lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa đại hội, hôm nay trong không khí vui mừng chào mừng đại hội chữ thập đỏ của xã nhà, cho phép tôi được thay mặt cho anh chị em trong đội văn nghệ của xã xin gửi tới các vị đại biểu lời chúc sức khỏe và chúc đại hội thành công tốt đẹp. Ngay sau đây, chương trình vui liên hoan văn nghệ chào mừng ngày đại hội chữ thập đỏ của xã nhà được bắt đầu. Ôi Việt Nam hai tiếng yêu thương, Việt Nam hai tiếng thân thương dịu hiền. Mở đầu chương trình văn nghệ là tiết mục Thương quá Việt Nam ơi, tác giả Phạm Thế Mỹ do tốc múa chị em phụ nữ thôn Phương Phúc biểu diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Yêu quê mẹ, yêu quê cha, yêu luôn những mái tranh làm sao.